Phần đầu, hông bên trái xe khách giường nằm và đuôi xe bồn tưới cây cùng biến dạng. Sau vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe bồn xảy ra trên xa lộ Hà Nội, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10 tháng 3 năm 2022, đã có ít nhất 4 người bị thương sau vụ tai nạn này. Theo thông tin ban đầu, vào lúc hơn 3 giờ sáng cùng ngày, xe khách giường nằm đang chạy trên xa lộ Hà Nội hướng từ ngã tư Thủ Đức về cầu Sài Gòn. Khi phương tiện vừa qua khỏi nút giao thông Cát Lái hơn 500 m thuộc phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức thì tông vào đuôi xe bồn đang tưới cây. Ít nhất 3 người trên xe khách bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ngoài ra, thời điểm xảy ra tai nạn, một nhân viên tưới cây cũng bị thương nhẹ trong lúc nhảy khỏi xe khi phát hiện xe khách lao đến. Ông Phạm Văn Đức, 56 tuổi, là tài xế xe bồn cho biết, trong lúc ông đang điều khiển phương tiện di chuyển chậm trên xa lộ Hà Nội để tưới cây, xe có bật đèn báo hiệu để cảnh báo các phương tiện khác. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.